Xin chào tất cả các hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình cũng như là website nhadatbahung.com. Hiện tại thì Hưng đang đứng tại trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp. Thì hôm nay Hưng sẽ giới thiệu với quý hàng một căn nhà phố với giá cực rẻ thôi. Một căn nhà phố với diện tích là ngang 3m8 và độ dài là 17m và giá giao bán chỉ có là 4 tỷ 750 triệu đồng. Còn thương lượng với những quý hàng nào thiện chí nha. Đây là khu vực mặt tiền. Thì nhà này thì được xây mới năm 2019 và được xây mới rất là đẹp luôn quý hàng ơi. Với kết cấu là một trệt hai lầu. Thì nhà này thì có 3 mét sân để xe máy, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha. Với hướng chính là hướng chính đông, phù hợp với những người thuộc hướng là đông tứ trạch. Khu vực mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đẹp luôn. Được tô điểm bởi những ánh đèn màu vàng và tông màu sơn được làm màu hơi hồng hồng một xíu. Cái nhà chúng ta cùng xem con hẻm này. Con hẻm của nhà mình là một con hẻm một trục đường Thống Nhất nha. Và cách trục đường Thống Nhất khoảng chừng 50m đi bộ thôi. Hưng sẽ chiếu lại gần trục đường Thống Nhất cho chúng ta nha. Đấy, đó là phía đó là trục đường Thống Nhất nha. Thì con hẻm này có độ rộng lên tới 4m và có thể đi được một chiếc xe hơi 4 chỗ vào bên trong luôn. Và nhà mình thì nằm sát bên với trường mầm non luôn. Trường mầm non nhỏ nhỏ thôi. Con hẻm nội bộ. Con hẻm nội bộ nha quý hàng ơi. Nhà này thì được gia chủ bố trí một lớp cổng ngoài là một lớp cổng bằng sắt này. Và phía hai bên cột thì được ốp đá hoa cương. Rất đẹp luôn. Và tiếp đến là khoảng 3 mét sân để xe máy này. Khoảng 3 mét sân này thì chúng ta có thể để được rất nhiều xe máy ở đây nha. Để được khoảng chừng 5 đến 7 chiếc xe máy tại đây. Rất là rộng rãi luôn. Một căn nhà phố với giá chỉ có 4 tỷ 750 triệu đồng. Mà diện tích rất là dài luôn. Ngang 3m8 và độ dài là 17m. Theo Hưng thì rất là rẻ luôn quý hàng ơi. Quý hàng hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của Nhà đất Bá Hưng đang hiển thị trên màn hình 0933 830 756 hoặc là 0355 654877 để được trực tiếp em Bá Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà phố giá cực rẻ và thiết kế cực đẹp này nha. Thì tiếp đến là lớp cửa chính của nhà mình này. Một lớp cửa là lớp cửa nhôm Sifa. Và phía trên có ốp đá nha. Và di chuyển tiếp vào đây là khu vực phòng khách. Phòng khách của nhà mình thì được làm rất là dài luôn. Khoảng chừng 8m. Và đã được gia chủ ốp một lớp gạch 80 màu trắng này. Phía dưới thì có đổ bê tông và kèm đan sắt nha. Thì hai bên tường thì cũng được ốp gạch lên cao khoảng chừng 1m2 và làm những đường viền màu đen cực kỳ bắt mắt luôn. Phía hai bên tường thì cũng được dán giấy dán tường này, rất là trang nhã. Tông màu chủ đạo là tông màu hồng nhạt nhạt một xíu. Và phía trên này thì được gia chủ làm một lớp thạch cao với một chiếc đèn chùm ánh sáng màu vàng rực rỡ. Đây là được tặng một chiếc quạt điện này. Xin nhắc lại thì căn nhà phố này với diện tích cực khủng luôn. Ngang 3m8 và độ dài là 17m. Và đang giao bán với giá cực sốc thôi. Chỉ có duy nhất trên Nhà đất Bá Hưng mới giao bán những căn với giá cực sốc 4 tỷ 750 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh với những cửa hàng nào thiện chí nha. Di chuyển tiếp vào đây là khu vực cầu thang của nhà mình. Cầu thang của nhà mình thì vẫn như cũ. Cầu thang thì vẫn như cũ, vẫn là đá hoa cương màu đen và tay vịn gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly. Và được gia chủ tặng một chiếc trụ này, một chiếc trụ với một tinh cầu pha lê quay tròn rất là đẹp luôn. Phía đây là khu vực tủ bếp của nhà mình. Và đây là khu vực nhà bếp của nhà mình. Nhà bếp của nhà mình thì được làm
bằng với chất liệu là gỗ tự nhiên, một chất liệu gỗ là gỗ sồi nhá. Và cũng được làm thạch cao phía trên trần này, và làm một chiếc đèn chùm, cũng có cọt điện. Đây là khu vực tủ rượu, một lớp tủ rượu rất là rộng rãi luôn. Một căn nhà phố với giá chỉ có 4 tỷ 750 triệu đồng, và còn thương lượng với nhiều cửa hàng nào thiện chí nha, một giá cực rẻ thôi, với diện tích rất là khủng luôn. Trên thị trường thì căn nhà phố này với giá thì tầm khoảng chừng 5 tỷ rưỡi, mà nhà này gia chủ giao bán chỉ có là 4 tỷ 750 triệu đồng thôi, và còn thương lượng. Một căn nhà phố thuộc quận thuộc phường 11. Phường 11 là phường trung tâm. Chúng ta di chuyển lên khu vực năm chuồng chó rất là nhanh luôn, chỉ tầm khoảng 5 phút thôi. Và chúng ta di chuyển lên sân bay Tân Sơn Nhất khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Một khu vực rất là gần với siêu thị Lotte Mart luôn. Nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11. Cùng Hưng tiến lên khu vực tầng 1, khu vực phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Quý hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Nhà đất Ba Hưng sẽ liên tục cập nhật những video nhà bán mới nhất và giá cả thì rẻ nhất, phù hợp với những quý hàng có nguồn vốn thấp cũng như là những căn nhà phố đẹp. Với phương châm làm việc thì tận tâm, tận lực, tận tình, giúp quý hàng tìm được những căn nhà phố với giá cả hợp lý nhất cũng như là với pháp lý rõ ràng, thì nhà đất Ba Hưng sẽ liên tục cập nhật một ngày từ 1 đến 2 video. Quý hàng hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video nhà mà nhà đất Ba Hưng mới ra vừa đăng tải nha. Thì đây là khu vực phòng ngủ số 1, thì được gia chủ bố trí một lớp cửa bằng gỗ sồi nha. Một lớp cửa gỗ sồi được làm hoa văn rất là tinh xảo, rất là đẹp luôn. Phía này thì được ốp gạch 60, gạch giá gỗ, và cũng có giấy dán sán trên tường. Phía trên được làm thạch cao và được làm những ánh đèn LED màu xanh. Tiếp đến là khu vực ban công, có cửa ra ban công này. Ban công nhà mình thì rộng khoảng chừng 1,5 m nha, và có rèm cửa luôn. Xin nhắc lại thì căn nhà phố này cực rẻ, với diện tích là ngang 3,8 m và độ dài là 17 m, được đúc kiên cố là 1 trệt 2 lầu, gồm có 3 m sân để xe máy, một phòng khách rất là rộng, một phòng bếp, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, với hướng chính là hướng chính đông, phù hợp với những người thuộc hướng là đông tứ trạch nha. Đây là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của nhà mình thì cũng được bố trí một lớp cửa bằng gỗ, rất là nhiều đường nét họa tiết luôn, cũng có sàn này và được dán trên tường. Phía trên là làm thạch cao. Thì phòng ngủ số 2 thì khác hơn so với phòng ngủ số 1, thì có một chiếc tủ âm tường, một chiếc tủ âm tường khá là rộng luôn. Và di chuyển tiếp vào đây là khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ số 2 nha, và có một lớp cửa ra phía giếng trời này. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì có đầy đủ các thiết bị nhà vệ sinh luôn, như là bồn rửa tay, vòi tắm hoa sen, gương soi và bồn cầu, làm rất là đẹp luôn. Cửa là cửa kéo nha, cửa nhôm kéo, rất là tiện. Đây sẽ quay ngược lại cho khách hàng xem này. Một căn nhà phố cực đẹp, cực xinh, và giao bán với giá cực rẻ thôi, rất là mềm mại cho quý hàng, 4 tỷ 750 triệu đồng. Và còn thương lượng cho những quý hàng nào thiện chí nha. Quý hàng xem video thì thấy ok rồi thì hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của nhà đất Ba Hưng 0933 830 756 để được trực tiếp em Ba Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà phố này nha. Một căn nhà phố phù hợp cho chúng ta mua để ở, rất là tuyệt vời luôn. Một diện tích cực lớn mà giá thì cực mềm mại. Thì trên đây là khu vực tầng 2, phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Thì Hưng sẽ quay sơ qua thôi, vì nó cũng giống với hai phòng ngủ phía dưới rồi. Cũng được thiết kế rất là trang nhã và rất là đẹp mắt luôn.
Căn nhà này thì nằm trên trục đường Thống Nhất thì với địa thế cực là bá đạo luôn, rất là gần với siêu thị Lotte Mart và gần với ngã năm Chuồng Chó, khu vực trung tâm quận Gò Vấp, gần với sân bay Tân Sơn Nhất luôn, rất là tuyệt. Đây là khu vực giếng trời này, khu vực nhà vệ sinh của phòng ngủ số 4 nha. Thì nhà vệ sinh này rất là rộng và làm rất là thoáng luôn, được ốp gạch lên cao hết tường này. Phía trên này là một khoảng kính rất mát. Đây có tủ âm tường rất to luôn. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Quý hàng nào yêu mến Bá Hưng thì hãy cho Hưng một lượt like cùng một lượt nhận xét để kênh Bá Hưng có thêm những đề xuất cho những người nào chưa biết đến kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng. Bá Hưng xin cảm ơn tất cả mọi người nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.